Đức Phật Tinh Hiền viết trong kinh Địa Tạng, đã nói về những sự không thể thiếu nghĩ bàn của Đại Thánh Địa Tạng. Con xin tâm cộng đồng và chân thật một lòng một dạ nay đối trước Đại Thánh Địa Tạng, xin được có nguyện này. Con nguyện từ hôm nay trọng đời trọng kiếp đến tận cùng đời vị lai, nhẫn cho đến ngày xa con thành Phật. Con nguyện đời đời kiếp kiếp được quy y nương tựa nơi ngài. Con nguyện đến tận cùng đời vị lai, nhẫn đến ngày con thành Phật. Đời đời kiếp kiếp con nguyện sẽ dùng trăm ngàn phương tiện dẫn giác tín dụ, khiến cho tất cả tất cả chúng sanh đồng biết đến ngài và quy y ngài, hầu làm cho tất cả chúng sanh đều được lợi tới. Đại Thánh Địa Tạng, con cũng mong ngài đủ lòng để từ đại bi thương xót con mà chứng minh cho sự quy y cùng lời nguyện này của con, khiến con đời đời kiếp kiếp đều không bao giờ quên mất. Hiện nay con là phần khu ngũ si vô lý, nghiệp chướng sau nạn, ngũ mong đại thánh đủ lòng từ bi thương xót con cùng các thể muôn loài chúng sanh, mà gia hộ cho con cùng các thể muôn loài chúng sanh đều được an lạc, mọi việc như ý, chứ hệ nở mau, mọi nguyện nghiệp chướng hải đều tiêu trừ, mau đạt được bổn tâm thanh tịnh rốt ráo, rồi đều sẽ mang chấm thoát ly sanh tử, thành đạo Bồ Đề. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện xin danh hiệu chư Phật Tấn Thế Chín. Lúc đó ngài Địa Tạng Bồ Tát bạch cùng Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, nay công vì chúng sanh trong đời sau mà phô bày sự lợi ích làm cho trong vòng sanh tử lại nhiều lợi ích hơn. Cuối xin Đức Thế Tôn cho phép con nói đó. Đức Phật bảo ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: nay ông cũng khởi lòng để nghe cứu bất tất cả chúng sanh, các bởi tội khổ trong sáu đường mà chỉ mới sự kể để ghi vào. Bây giờ chính là phải lúc mà ông đang nói ngay đi. Giả sử ông có thể sang sớm làm sao chuyện đó, ta giàu có và niết bàn cũng không phải lo ngại gì đến tất cả chúng sanh ở hiện tại và vị lai nữa. Ngài Địa Tạng bảo cùng Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, vô lượng vô số kiếp ở quá khứ có Đức Phật ra đời hiện là vô biên thân Di Lan, như có người nam người nữ nào nghe danh hiệu của Đức Phật đây mà tận thờ sanh làm cung kính, liền đại siêu việt tội nạn sanh tử trong 40 kiếp cũng là vẻ đất hình tượng cúng dường phán thoát này. Người này được vô lượng vô biên phước lợi, lại hàng thời sanh kiếp tại thở quá khứ có Đức Phật ra đời hiện là vô thân Di Lan, như có người nam người nữ nào nghe được danh hiệu của Đức Phật đây phát tâm quy y với Phật trong khoảng phải móng tay, người này động hẳn không còn khói chuyển nơi đạo vô thượng chính giác, lại về thở quá khứ có Đức Phật ra đời hiện là Bà La Ba Đà Ma Thánh Di Lan, như có người nói người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây thoát qua lỗ tai, người này sẽ được một nghìn lần sanh lên sắc từng trời cõi lục cõi dục, cũng nữa là chỉ tâm sinh niệm lại bất khả thuyết của số kiếp về thở quá khứ có Đức Phật ra đời hiện là sư tử Hống Di Lan, như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây mà phát tâm quy y từng trong một niệm, người này sẽ đạt gặp vô lượng cấp Đức Phật xoa đỉnh Phật Y Châu, lại về thở quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Cao Lưu Tông Y La, như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây chí tâm như ngưỡng đánh lễ hoặc lại tấm hóa, người này nên phối hợp với một nghìn Đức Phật trong nghìn kiếp làm vị đệ phẩm vương đạn Phật ở kiếp đạn vô lượng Châu, lại về thở quá khứ có Đức Phật ra đời hiện là Tỳ Bà Thi Di La, như có người nam người nữ nào được nghe danh hiệu của Đức Phật đây thời mã không còn sai đọa vào chốn ác đạo, thời được sanh vào chốn trời người hưởng lấy sự ân quy từ thánh vi diệu, lại vô lượng vô số hàng hà sau kiếp về trước thở quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Đa Vũ Di La, như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây liền khỏi đọa vào ác đạo, thường ở tại cung trời hưởng sự quy thù thánh vi diệu, lại về thở quá khứ có Đức Phật ra đời hiện là Vũ Tướng Di La, như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây sanh làm cung kính không bao lâu người ấy sẽ đạt quả A La Hán, lại vô lượng vô số kiếp từ thở quá khứ có Đức Phật ra đời hiện là Ca Sa Tỳ Di La, như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây thời người này sẽ siêu thoát tội sanh tử trong 100 đại kiếp, lại về thở quá khứ có Đức Phật ra đời hiện là Đại Thông Sa Môn Di La, như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây thời người này đạt nhập hàng hòa chư Phật nói nhiều phép màu cho đều đạt thành đạo Bồ Đề, lại về thở quá khứ có Đức Nguyện Phật, Đức Tịnh Nguyện Phật, Đức Sơn Vương Phật, Đức Đế Thắng Phật, Đức Tịnh Danh Vương Phật, Đức Đế Thành Thượng Phật, Đức Vô Thượng Phật, Đức Diệu Thân Phật, Đức Mở Nguyện Phật, Đức Nguyện Phật, có bất khả thuyết Đức Phật Thế Tôn như thế. Tất cả chúng sanh trong đời hiện tại cùng phải bị lan, hoặc là trời, hoặc là người, hoặc người non, hoặc người nữ chỉ niệm danh hiệu của
sanh đó, lúc sanh lúc tử lại nhiều phước lợi, không còn phải đội vào ác đạo nữa. Như có người nào sắp mạng chung, hoàng tham quý trong nhờ những thứ một người thì bệnh sắp chết đó, mà niệm lớn tiếng danh hiệu của một đức Phật, thần người chết đó từ năm tuổi lớn vô gián, có khi báo phát về chư sạch cỏ. Năm tuổi lớn vô gián kia, giờ rất nặng nề đáng lẽ phải qua ức kiếp, hẳn không ra khỏi đạn quả khổ, nhưng bởi lúc lâm chung, nhờ người pháp vì đó mà xin niệm danh hiệu của Phật, cho nên những bệnh nạn đó cũng lần lần tiêu sạch, muốn là chúng sanh tự mình xin danh hiệu của chư Phật. Người này đạt vô lượng phước lành, từ diệt vô lượng khổ. Kính địa tạng Bồ Tát muốn nguyện với tâm khác. Ha ha ha, Bụt Sa Mâu Ni So ha ha.